Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Nêu 10 TV. Bây giờ nó ác nhân sát đức dễ sợ, tội nghiệp cho cái ông thầy của tôi. Nêu 10 nói vậy thôi nhưng mà không phải thầy của Nêu 10 quý vị nha. Cái chuyện là bây giờ cái tình cảm mà thầy mà yêu trò đó, thật sự mà nói thì nó cũng nhiều mà đúng không quý vị? Nó đâu phải ít đâu. Cái chuyện mà thầy yêu học trò của mình, thầy giáo yêu học trò mình đấy, chuyện bình thường. Quan trọng là mình coi cái tuổi tác nó chênh lệch bao nhiêu. Tại vì bây giờ thầy ra trường đi làm thầy cũng còn trẻ quý vị. Nếu mà mình yêu học trò cấp 2, cấp 3, cấp 3 đó, thì thật sự là nếu mà cái người thầy nhỉnh hơn cái người mà học trò cấp 3 một chút tuổi thì cũng đâu sao, vài ba tuổi cũng đâu sao đúng không? Cái chuyện đó bình thường. Nhưng nếu mà bây giờ cái tình thầy trò này á, là nó phát sinh từ hồi mà học trò mình nó học cấp 2 thì sao? Trời ơi, cái tuổi nó còn quá nhỏ đúng không quý vị? Thế nhưng mà bây giờ nghe tới đây thì quý vị mình sẽ bào chữa bằng cách đó là vậy là nếu vậy tội nghiệp cái con nhỏ đó. Tại vì nó quá nhỏ mà nó đi cặp cái ông thầy lớn tuổi, đúng không? Nhưng mà chưa đâu, từ từ đi ngồi xuống mình hạ hồi phân giải để Nêu 10 lót dép xuống. Nêu 10 lót dép rồi Nêu 10 ngồi từ từ Nêu 10 kể cho quý vị nghe. Cái ông thầy này, ổng tên là Hải quý vị. Thì thầy này là thầy Hải. Nhưng mà ở dưới quê á, một thời gian sau người ta đặt tên cho ổng một cái biệt hiệu. Đó là Hải răng xương. Là tại vì á, là ông thầy Hải này á, là cái răng của ổng là toàn răng giả không à. Hai cái hàm răng ổng là xài tháo lắp không. Thì dòng cái thứ quý vị biết dưới quê mà, hở mà răng sâu á, nó nhất nhất á, là đè ra nhổ không? Nhất nhất là đè ra nhổ. Chứ nó không phải là ngày xưa, nó không phải là như bây giờ mà bác sĩ đồ, người ta cố gắng người ta giữ lại cái răng thật của mình đồ. Không phải quý vị. Ngày xưa mà hở đau là đi vô trong chỗ mà cái phòng trồng răng á, ở dưới quê là ngày xưa người ta gọi là phòng trồng răng chứ nó cũng không gọi là một cái chỗ bệnh viện hay là một cái cơ sở y tế nào. Không phải quý vị, mà gọi là phòng trồng răng. Thì tới đó đó là bảo đảm là nó gọi là phòng trồng răng, là tới đó trồng răng thiệt luôn. Tại vì xài răng giả quý vị, quý vị không? Là vô là nó cứ nhổ, vô nó cứ đè nó nhổ quý vị không? Xịt 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 rồi là nhổ, xịt xịt là nhổ, xịt thuốc tê đó quý vị. Thì cái câu chuyện á, nó mới là thành ra ông thầy Hải này răng của ổng á, là nó lởm chởm cái có cái không. Mà cái có thì ít mà cái không thì nhiều. Cho nên là sau này thì ổng không lẽ nào bây giờ tháo lắp thì nó phải làm hai hàm. Chứ như cái trường hợp của ổng thời đó nó chưa có implant mà tiên tiến, rồi ở dưới quê nữa tay nghề bác sĩ chưa cao, thì làm sao mà làm ba cái thủ thuật như là như là làm implant hay là làm răng sứ bắt cầu rồi không quý vị. Thành ra là ông này ông phải làm tháo lắp. Cái thành ra là cái những cái răng mà nó khỏe đó thì cũng phải đè ra nhổ luôn, đặng để làm chi, để làm tháo lắp mà quý vị. Mà bây giờ răng tháo lắp á, thì người ta phải sạch sẽ đúng không? Người ta phải mỗi ngày là người ta phải tháo ra rồi người ta vệ sinh. Là sáng mỗi lần mình đánh răng là mình cứ phải tháo ra, mình ngâm nước rồi mình vệ sinh, ngâm nước mình chải. Nói chung á, là một mỗi ngày là sáng tối mình chải răng là mình phải làm. Mà nếu người kỹ nữa nha là buổi trưa làm thêm cử nữa. Tại buổi trưa mình cũng ăn cơm, ăn xong mình cũng phải vệ sinh. Nhưng mà không quý vị, đã gọi là Hải răng xương mà, là răng của ổng á, nó ổng không có giữ kỹ quý vị, cho nên nó hôi lắm. Ổng ngồi đâu ổng nói chuyện là nó bay mùi nó hôi. Cái này không phải là mình kỳ thị hay cái gì hết quý vị nha, mà cái này thực tế nó là như vậy. Những người xài tháo lắp mà không giữ vệ sinh là nó hôi lắm. Thì cái câu chuyện tại sao mới vô mở đầu Nêu 10 kể vậy thì bây giờ xin mời quý vị mình cùng nghe qua. Thì thầy Hải này quý vị, gốc gác lai lịch của thầy Hải á, là quê quán là ở Đồng Tháp 10 đẹp nhất Bông Sen, thấy không? Thì bây giờ là Đồng Tháp 10 đẹp nhất Bông Sen thì tại đây ổng mới học xong ra trường. Thì ổng học sư phạm, nhưng mà ổng học sư phạm dưới Tiền Giang á, có gì không? Rồi sau đó là ổng về dưới đó, là ổng về dưới quê là ổng làm giáo viên. Ổng mới xin vô là ổng làm giáo viên dạy cấp 2, mà ổng dạy môn toán, có gì không? Ổng làm giáo viên dạy toán, dạy môn chính nữa chứ. Cho nên là học trò đó, cho nên là giáo viên dạy môn chính thì thường hay là được sắp xếp là cho làm giáo viên chủ nhiệm luôn. Thì cái ông thầy Hải này á, cái năm đó ổng mới được á, là làm giáo viên chủ nhiệm cho cái lớp đó luôn, là theo cái lớp đó luôn từ nguyên cái cấp 2 luôn quý vị không. Một phần á, là bởi vì học trò trong cái lớp này người ta rất là khoái ông thầy Hải. Hầu như học trò người ta thích học ông thầy Hải lắm. Tại vì á, học môn toán thì nó thường hay căng thẳng đúng không? Quý vị thấy học đại số với học hình học á, là học nó căng thẳng, nó áp lực cái đầu lắm quý vị. Mà dòng cái thứ học mà dở toán là nó căng không, là căng cực lắm, là vô đó là sợ là coi như thầy kêu là lên trên đây giải tôi cái đề này coi, là rén liền. Hồi xưa Nêu 10 sợ lắm quý vị, Nêu 10 thập ở dưới bàn chót á, không có nào nào Nêu 10 yếu. Nêu 10 nói thiệt, Nêu 10 dở toán lắm.
Nhưng mà bây giờ thử ai nợ tiền Neo 10 đi, Neo 10 tính hay lắm, quý vị không? Là cái này mình nói ghẹo vậy thôi, nhưng mà không ai nợ Neo 10 hết trơn á. Cái ông thầy Hải kiểu gì, ổng mới dạy toán. Mà dạy toán thì cái buổi cái những cái tiết mà học toán á, là nó rất là áp lực, căng thẳng, mọi người đều sợ đúng không? Nhưng mà học toán thầy Hải thì mọi người học trò trong lớp lại rất là vui. Nó nôn nao, hễ mà bữa nào mà về chuẩn bị bài đúng không? Mà dở cái vở chuẩn bị bài, xem cái lịch ngày mai để mà soạn bài dở để học á, là coi như là hầu như là hầu hết cái lớp á, là tụi nó đều, mấy đứa học trò nó đều rất là sung sức, ngày mai trời được học thầy Hải, ngày mai được học toán thầy Hải, quý vị không? Thì ở nhà phụ huynh nó không mới thấy là con em mình sao nó học tới cái tiết toán nó vui quá, mà môn toán lại là môn chính yếu nữa, quý vị không? Nên là phụ huynh mới thấy vậy là giống như là khoái đi, thôi con mình nó có tinh thần, nó thích học ông thầy này, thì cái khả năng á, ông thầy này dạy hay, dạy mà không có áp lực, dạy mà vui vẻ, cho nên học trò nó mới thích. Thì sau đó là hội phụ huynh á, là cứ họp nhau, là trong cái hội phụ huynh của lớp nè, cứ họp nhau là đề xuất á, là kiến nghị trường á, là cho sắp xếp cho thầy Hải được tiếp tục duy trì là làm giáo viên chủ nhiệm cho con người ta luôn, cho lớp, cho cái khối này luôn. Thì thời gian thấm thoát nó thôi đưa quý vị. Năm đó ông thầy Hải này ổng mới dạy lên tới cái năm đó là năm lớp 9. Thì tại năm cái lớp 9 này nè, nếu mời kể quý vị nghe câu chuyện nó mới bắt đầu là mối tình của anh là năm lớp 9 không, mà không là mối tình với học trò là năm lớp 9 á. Nếu mời hát dở lắm không, hát dở lắm nhưng mà được cái hay hát lắm, quý vị kệ đi. Sau đó quý vị thì cái ông thầy Hải này á, ổng mới kiểu như là dạy năm đó là lên tới lớp 9. Thì khi mà lớp 8 lên lớp 9 á thì nó phải sắp lớp lại. Sắp lớp lại thì ở trong lớp nó xào tới xào lui, nhiều khi có học trò thì nó chuyển trường, có học trò nó chuyển lớp, hoặc là ví dụ như có học trò mới nó chuyển vô, nói chung là nó bát nháo lên cái gì, qua một năm như vậy thì nó sẽ có thay đổi luân phiên. Cái năm đó tiện năm lớp 9, cái có một cái cô học trò này, cô này á là cô học hồi trước là cô học ở bên cái trường bên kia á, là nó là cái trường giống như trường chuyên đi, có gì không, trường chuyên văn. Nhưng mà cái trường đó là trường chuyên, mà cổ theo cái lớp ở bên cái trường chuyên đó là cổ theo cái lớp chuyên văn. Thì khi mà cổ nhảy qua bên đây nè, là tại sao? Do là hồi đầu tự nhiên cổ học chuyên văn, cổ học tốt lắm quý vị. Cổ học văn học rất là tốt luôn. Tại vì mẹ của cái cô đó cũng là giáo viên, mà giáo viên dạy môn văn, mà là giáo viên dạy cấp 3. Mà mẹ của cái cô đó cũng là giáo viên dạy môn văn cấp 3 mà ở bên cái trường chuyên luôn, có gì không? Thành ra là cái đứa con gái này á, bà o bế, bà bắt con bà phải bám sát vô cái môn văn, tại môn văn cũng là môn chính yếu mà, bám sát vô. Thì thật ra cái cô này, quý vị, cô này là cổ tinh linh. Hồi đầu á là cổ cũng học giỏi dữ lắm á, học văn giỏi thôi nha, tức là chỉ có môn văn là thế mạnh thôi. Thì hồi đầu cổ học môn văn rất là giỏi dữ lắm, nhưng mà không hiểu sao người ta nói mà nhiều khi con gái nó ngộ lắm. Học hồi nhỏ học dữ lắm, sung sức lắm, mà càng lên lớn lên cấp 2, cấp 3 đồ là bắt đầu tự nhiên cái sức học của nó hơi bị tà, nó hơi bị tàn, quý không? Nó kiểu như là giống như là cái cọng dây thun, chắc nó căng quá nó chịu không nổi nữa hay sao, nên mùi đón vậy. Thì cái cô Linh này quý vị, cổ mới cái kiểu giống như là qua lên tới lớp 8 á, là bắt đầu cái sức học môn văn của nó yếu xuống. Thì lên tới lớp 9 cổ đâu có được đi vô cái lớp chuyên văn đó nữa. Tại vì cổ bây giờ cái sức học của cổ mà thả vô, cổ vô cái lớp chuyên văn á, là cổ bây giờ là cổ học không nổi. Mà vô trong đó, mà trong khi lớp 9 nó qua lớp 10, là quan trọng là cấp 2 chuyển qua cấp 3 quý vị. Mà cổ vô trong lớp đó là cái sức học của cổ nó áp lực đó không, là cổ sẽ gì càng yếu nữa, là nó kéo theo những môn khác nó yếu theo luôn. Nên thành ra lúc đó thì mẹ của cổ mới bấm bụng á, là rút con mình là chuyển từ năm lớp 9 đó, cho con mình nó chuyển qua cái trường này là trường bình thường, quý vị không, trường này là trường tà thôi, trường này là đứa nào học dở học giỏi gì nói chung là nó nhỉnh hơn nhau một chút xíu học lực thôi, là nó như là tả bí lụ trong cái lớp vậy đó, chứ nó không có chuyên nào hết trơn á. Thì mới chuyển cái cô này qua bên đây là cho con mình, giống như là trong đầu của bà má của cô Linh á, nghĩ là cho con mình nó qua năm lớp 9 này cho nó học ở cái sức học là nhẹ nhàng thôi, không có áp lực quá. Tại vì hồi mà cái cô Linh này cổ học ở bên cái trường chuyên bên kia đó, thì cổ bị má cổ cứ bám sát theo, tại má cổ dạy cấp 3 cũng ở bên trường đó luôn. Thì má cổ cứ quan sát con mình, rồi cứ bám sát theo, rồi đôn đúc quý vị. Rồi chưa kể là kêu con mình là phải đi thi chuyên tỉnh, chuyên huyện, chuyên tùm lum á quý vị. Thì cái cô này giống như là cổ áp lực quá đi.
Bởi vậy cho nên là sau đó thì giữa cổ với mẹ cổ cũng có lời qua tiếng lại gì đó. Thì mẹ của cổ mới thấy vậy là cha cổ mới đơm vô nữa. Thì mẹ của cô Linh mới cho cô Linh qua cái trường này là trường bình thường để mà học. Thì trường này nó chỉ có dạy cấp 2 thôi. Thì cho cái cô Linh này cổ vô đây cổ học để mà giống như là cho con mà nó cân bằng lại cái trạng thái tâm lý với lại cái đầu óc của nó thông thả. Rồi lên tới cấp 3 là bắt đầu là bài vở nó lại tăng nữa rồi. Và cái áp lực để mà chuẩn bị là thi đại học nữa. Cho nên là bà để cái lớp 9 cho con mình nó tàn tàn. Cái thế là năm đó lớp 9 á, cái ông thầy Hải mà Hải Răng Xương này nè, là ông thầy Hải này tự nhiên ổng dạy, ổng thấy năm nay là có con bé Linh này nó đẹp quá trời. Mà thiệt cái cô Linh này cũng đẹp quá vậy. Ý là cổ nhỏ người thôi, cổ không có cao, không có phải như người mẫu, tướng tá không phải là qua hôi gì hết á. Mà cổ thuộc cao khoảng đâu đó tầm 1m52-53 gì à. Nhưng có điều là dòng nào nó ra dòng đó, điện nước đầy đủ. Mặc dù là cổ mới có cấp 2 thôi quý vị nha. Rồi chưa kể là cô này á, là cổ cái gương mặt của cổ nhìn nó kiểu lai tay. Mà không hiểu sao mà không biết cha mẹ cổ người Việt Nam mà sanh cổ ra nhìn nó lai lai. Mà mắt hai cái, tại vì hai, quý vị biết sao lai không? Tại vì á, là hai cái con ngươi, hai cái con mắt của cổ á, nó hơi lộ một chút. Rồi mí của cổ nó hai mí. Rồi cái kiểu như là chân mày của cổ là điệu đà lắm, đi học mà cũng tô chân mày nữa hay gì á. Thì giống như là cái chân mày nó lá liễu nữa quý vị. Nhìn vô cái kiểu như nhìn cổ nó tay tay á, nhìn kiểu nó tay tay rồi bả cũng có dặm chút xíu son môi ẩn ẩn ở bên trong nữa. Mà quý vị biết là đi học á, thời đó ít có đứa con gái nào mà nó biết trang điểm tân trang lắm. Mà cái cô Linh này cổ đi học mới cấp 2 thôi là biết dặm môi. Tức là cổ không phải là son môi đỏ gì quý vị, mà cổ mua mấy cái son dưỡng mà nó có cái sắc hồng á, cái son dưỡng mà nó có sắc màu hồng nhạt nhạt á, cổ son lên. Mà thật ra cổ không phải cổ điệu gì đâu, mà tại vì cái cơ địa của cái cô Linh này nè, là cái môi của cổ á, nó cứ nứt hoài không quý vị. Cái môi của cổ nó cứ khô, da nó bong tróc, nó nứt hoài à. Thì không biết nữa, chắc có phải tại vì cổ có hay có cái tật á, là cổ lấy lưỡi cổ liếm cái môi hay làm sao đó, nên thành ra cái môi cổ nó cứ khô, nó bong tróc. Bởi vậy cho nên là mẹ cổ mới bắt cổ á, là đi đâu cũng không thể nào mà rời cái cây son. Cái cây son dưỡng đó là son lên cho nó có màu hơi ửng ửng hồng hồng. Đó, cái thế là cô này á, nhìn cổ dễ thương lắm quý vị. Cho nên á, là thầy Hải á, gặp cái cô Linh này trong cái năm lớp 9 đó. Thì tự nhiên thầy Hải này mới đem lòng là thích mến mến cái cô học trò của mình đi. Tuổi tác á, thì mặc dù chênh lệch cũng nhiều quý vị. Hai người á, chênh lệch á, là hơn nhau, là một con giáp hơn á. Nhưng mà cô này cổ 14, thì ông thầy Hải Răng Xương này năm đó là ổng 28-29 tuổi gì. Thì cái tuổi này ổng cũng chưa có vợ nữa. Mà ông này thì hồi nào giờ tình trường của ổng thì ổng làm thầy giáo mà. Yêu đương của chuyện tình yêu của ổng thì ổng cũng kín kẽ lắm. Hầu như là ổng không có quen cái người cô giáo nào ở trong trường này hết trơn á. Còn cái chuyện mà trước đây ổng có tình đầu gì ở ngoài không thì mình không biết nha. Còn mà yêu một cái cô giáo nào ở trường này thì chưa từng quý vị. Cái thế là năm đó thầy Hải Đăng Sương này 28-29 tuổi cũng còn trẻ mà, trời ơi, con trai mà tầm tuổi đó còn trẻ lắm quý vị. Thì ổng mới đem lòng ổng thích cái cô học trò mà mới 14 tuổi của mình đi. Tuy nhiên thì ổng thích nhưng mà ổng cảm nắng mà ổng để trong lòng. Ổng để trong lòng thôi rồi bắt đầu là ngày ngày á, đứng lớp riết á quý vị. Cái ổng mới kiểu như là chuẩn bị qua cấp 3 nữa, ổng mới rèn học trò kèm cái môn toán đi. Thì cái cô Linh này á, cổ giỏi môn văn nhưng mà thường á, đứa nào giỏi văn thì lại yếu toán nó ngộ vậy đó quý vị. Cái thế là ổng cứ kèm cái cô Linh, kèm riết sao không biết hai người nảy sinh tình yêu với nhau. Tuy nhiên thì cái cô Linh này á, thích ông thầy Hải Răng Xương. Nhưng mà lúc đó là ông thầy Hải Răng Xương còn trẻ mà, còn đẹp mà. Nhìn nó cũng còn được lắm, còn phong độ. Ông này cũng không gọi là quá đẹp trai quý vị. Nhưng mà được một cái á, là cái tính tình của ổng nó rất là vui. Ổng lạc quan á không? Người ta ở gần ổng người ta cảm thấy là ổng đem tới một cái năng lượng nó tích cực á. Thêm một cái nữa là ông này ổng nói chuyện á, ổng nói chuyện lớn tiếng lắm, thầy giáo nhưng mà nói chuyện giọng rỗng rãng quý vị. Rồi thêm một điều nữa là quan trọng á, là ông này tướng tá ổng rất là đã cái chỗ là tướng tá thông thả cao như người mẫu vậy đó. Mà lưng đồ thẳng thớm chứ không phải lưng cong hay là lưng gù hay là lưng tôm không quý vị. Tướng tá ổng nó thẳng doan à, cao sáo. Mặt thì nhìn nó cũng gọi là chung quy cái mặt cũng gọi là đẹp đó. Đẹp nhưng mà gọi là không phải là đẹp trai xuất sắc gì, nhưng mà cũng gọi là tổng thể là đẹp quý vị. Mà thêm một phần quan trọng nữa là ông này lại được cái ăn tiền cái nước da. Con trai mà da trắng tươi à,
mà con trai dưới quê quý vị mà da trắng tươi không có rám nắng quý vị, cho nên là nó mới để là cái ấn tượng với cô Linh. Thì cái cô Linh này cũng mới thấy là cái này là thầy mình, mà học trò trong lớp, mấy bạn trong lớp ai cũng thích thầy hết trơn á. Thì cô Linh ban đầu cổ cũng tưởng đâu là mình cũng thích thầy, giống như là mấy bạn trong lớp thích thầy. Là cái thích ở đây là cái thích theo kiểu thích nè, mình cảm mến thầy, giống như là cảm mến cái sự mà vui vẻ, hào sảng này kia, nó dạy dỗ mà tận tình của thầy thôi. Nhưng mà về sau á, do là cái lúc quá trình mà ôn luyện cái môn toán rồi học thêm á, cô Linh đi qua bên lớp học thêm của ông thầy Hải Đăng Sương á, thì những cái buổi học thêm thì cô Linh này cũng phải mặc đồ bình thường. Tại vì mình đi học thì mình mặc đồng phục thôi, nhưng mà khi mà mình đi học thêm thì mình được mặc đồ tự do. Thì cô Linh này cũng ăn diện cái gì cô tới đó. Thì cứ chiều nào cô đi học thêm của ông thầy Hải á, là cổ mặc đồ mỗi một buổi học thêm là cổ mặc một bộ đồ mà nó không có đụng hàng. Tức là nó không có lặp đi lặp lại bộ đồ đó. Phải là qua 1-2 tuần sau mới thấy mặc lặp lại bộ đồ này. Nói về gia cảnh của cái cô Linh này quý vị, thì gia đình của cô Linh này giàu nha. Phải nói là giàu, cũng gọi là thuộc dạng này, giàu có tiếng ở dưới quê. Là giàu ở cái chỗ gì? Má của cô Linh á, là giáo viên dạy cái trường chuyên mà cấp 3 nữa quý vị nghĩ đi. Thì dĩ nhiên làm sao mà không có cái chuyện mà này kia phụ huynh người ta bồi dưỡng để mà cố gắng này kia rèn cho con người ta. Tại cái môn của bả là môn văn, môn chính nữa quý vị. Đó, thêm một cái phần nữa là lương của giáo viên cấp 3 nó phải khác chứ. Rồi quan trọng nhất là cái kinh tế mà nó giàu là ở đâu? Ở bên nội. Cái cô Linh này bên nội giàu lắm. Mà cha của cổ là làm công nhân viên chức ở dưới quê. Mà công nhân viên chức mà cha của cổ làm, nói chung là vấn đề nói vậy là quý vị hình dung rồi, là nói chung nó lẹo tẹo vấn đề tiền bạc đó. Là người ta chung chi cho cha cổ nhiều dữ lắm. Bởi cho nên là cô này cũng giàu có tiếng ở dưới quý vị. Thì cái cô Linh này nè, trong nhà cổ là có hai chị em gái. Cổ là anh chị đó, rồi còn thêm nhỏ em nữa quý vị không. Là nêu mùi nói sơ gia cảnh cho quý vị biết. Còn về ông thầy Hải Đăng Sương thì sao? Gia cảnh thầy Hải Đăng Sương thì nó lại chênh lệch rất là lớn rồi nha. Mặc dù hai người cùng quê, cùng xã luôn, nhưng mà ông thầy Hải Đăng Sương á, thì gia đình của ổng là, ổng là lại là con trai út. Trước ổng nữa là ba má ổng có thêm mấy người, ba người con gái. Rồi tới ổng là thằng con trai. Là nhà có bốn đứa con, mà có một mình ổng con trai là con trai út. Mà ba má của ông thầy Hải này á, ở nhà thì lại là bán vé số. Tức là ở ngay trước cửa nhà là ổng bả để một cái bàn vé số đó quý vị. Một cái tủ nhỏ nhỏ, tủ kiến á. Là bên trong nó không phải là cái đại lý vé số lớn đâu, mà nó giống như là tự chế lên một cái tủ nhỏ nhỏ. Rồi xong rồi là để mấy cái đinh á, gắm lên trên đó, lấy dây thun gàn vé số lại. Rồi ai lựa thì người ta chạy ngang qua, cái người ta đậu xe cái kịch ngay tại cái tủ đó, cái người ta lựa, cái người ta mua. Dạng vậy đó quý vị. Là thay vì ông bà này là sẽ đi linh động đi bán đúng không? Nhưng lớn tuổi rồi bây giờ đâu có đi nổi nữa quý vị. Nên hai vợ chồng mới làm cái bàn như vậy, bán như vậy luôn. Rồi mỗi ngày á, là coi như là mấy đứa con gái á, ba đứa là mảnh nào nấy lấy chồng đi, nó ra ngoài nó ở bên nhà chồng, làm dâu bên nhà chồng hết trơn à. Thì bây giờ là có mình ông thầy Hải Đăng Sương là sống với ba mẹ già ở nhà thôi quý vị không. Cái lúc đó thì giống như là nêu mùi nói sơ cái hoàn cảnh vậy là quý vị đã thấy. Cho nên á, là bây giờ ba mẹ thầy Hải Đăng Sương lớn tuổi lắm rồi. Mặc dù thầy Hải Đăng Sương là 27-28 tuổi, không 28-29 tuổi, nhưng mà ba người chị gái nữa là quý vị biết, ông này ông con út mà ông tuổi đó, thì ba người chị gái ông nữa nhiêu tuổi, rồi ba má ông nhiêu tuổi, quý vị cũng tính nhẩm nhẩm rồi, quý vị cũng biết rồi. Bởi cho nên là lúc này thì cái cô Linh này cổ còn nhỏ quá, trẻ người thì non dạ, cổ đâu có nghĩ sao quý vị. Cổ cứ nghĩ bây giờ mình thương, mình thích thầy, thầy thích mình, vậy xong. Không, tuổi nhỏ yêu thì chỉ nghĩ đơn giản, nghĩ cạn thôi chứ đâu nghĩ sâu. Thì cổ mới thấy là ông thầy Hải thương cổ, cổ cũng thương thầy Hải. Thì cái kiểu mà tình đầu nữa, cho nên là cổ cũng sạo sực lắm. Cho nên là cổ cũng muốn là quyết chiến là mình phải gìn giữ cái tình cảm này. Thì cái mối tình lén lút giữa thầy với trò này nè, một mối tình rất là đẹp đẽ. Nó đẹp sao nêu mùi kể quý vị nghe. Để nêu mùi hóng chuyện, lót dép hóng chuyện từ từ quý vị đợi nêu mùi một xíu nha. Ngồi được phải thủ thế, hóng chuyện là phải kể quý vị nghe. Thì cái ông thầy Hải Đăng Sương này nè, mỗi buổi dạy xong ở trên lớp là vẫn thầy đó, vẫn học trò đó. Nhưng mà khi mà trống trường vừa đánh xong là bắt đầu là xuống dưới nhà xe đúng không, là lấy xe đạp chạy ra. Là coi như là ông thầy Hải Đăng Sương nè, ổng là ra sau cùng, ổng đợi chừng nào mà học trò đi hết. Nếu mà trong trường hầu như là học sinh nó tan ra, gần như là đi về hết rồi đó, thì ổng mới đi ra quý vị không. Ổng mới đi ra
Thì khi mà ổng đi ra đó, ổng ra sau cùng luôn. Lúc đó thì mấy cô giáo, thầy giáo ở trên văn phòng á, tại vì mỗi lần dạy xong là thầy cô giáo sẽ lên văn phòng giám thị, đứng ngồi trên trển với chung với lại phòng hiệu trưởng, phòng giám thị, đồng nguyên cái giải mà văn phòng á, là lên trên đó ngồi. Thì ông thầy Hải mỗi lần ổng dạy xong á, ổng hết tiết là ổng lên trên đó. Khi mà trống trường đánh xong thì học trò tan hết, thì ổng ở trên đó đó, ổng ngồi ổng quan sát. Ổng nhìn thấy học trò ra hết rồi, hầu như là không còn ai trong trường nữa, trường bắt đầu nó trống rồi, nó vắng rồi không, là ổng mới bắt đầu là ổng lất là ổng đi về. Mà ổng đi về là ổng xuống dưới nhà xe, ổng lấy xe đó, thì ổng bắt đầu là ổng mới chạy ra. Thì thay vì là ổng rẽ về cái hướng nhà của ổng, không có gì, ổng đi cái hướng khác. Thì mấy thầy cô người ta cũng không thấy gì là lạ hết trơn á, tại vì ở dưới quê á thì nó giống như cái bàn cờ á, đi đâu một hồi nó cũng về được nhà quý vị, tại đường nào nó cũng có cái đường thông về nhà hết trơn á. Mình đi đường nào á, rẽ đường nào hồi nó cũng có đường thông về nhà được hết trơn, chẳng qua là cái đường vòng hay là đường dài đường ngắn thôi. Nên là thầy cô giáo người ta cũng không có để tâm. Tuy nhiên thì ông thầy Hải á, tại sao mà ông đi cái đường khác, nó là như vậy. Cái cô Linh này là mỗi lần cổ tan ra là cổ đạp xe đạp, cổ sẽ đi về bên cái hướng nhà của cổ đúng không? Thì về bên cái hướng nhà của cổ là cổ rẽ bên trái, còn hướng nhà của thầy Hải là rẽ bên phải. Thì cô này cổ thường cổ rẽ về bên trái, xong rồi khi mà đi thẳng xuống đúng không, thì cổ lại tiếp tục là tới cái ngã ba trước mặt đó là cổ quẹo phải, cái là cổ tấp vô trong ngay chỗ đó, là giống như là cái quán đó là quán sinh tố, quán sinh tố mà gọi là cà phê, mà giống như là cà phê chòi đó, là ở trong đó nó có cái đường hẻm nó thông vô quý vị. Là mình chạy, nếu mười nói là quý vị hình dung tưởng tượng nha, là chạy từ trong trường này lủi ra là quẹo trái đúng không, quẹo trái đi thẳng xuống gặp cái ngã ba đầu tiên, quẹo phải, vừa vô quẹo phải xong cái bắt đầu là chạy chạy thẳng lên cặp bên mé tay phải luôn, nó có cái hẻm nhỏ xíu à, bắt đầu là chạy vô là bắt đầu là mon men theo cái đường đan á, cái đường đó nó đổ đan quý vị, để mấy miếng đan thì chạy thẳng theo cái đường đan nó thẳng hoài luồn vô bên trong á, là sâu ở bên trong nó có nhà người dân rồi nha, nó có nhà người dân ở trong. Thì sâu vô bên trong á là ở trong cái gì, nó có một cái quán là cà phê chòi. Trời ơi, em nói rồi, mấy mốt anh nào mà Việt Kiều mà về dẫn gái đi gù là nói nêu mười chỉ điểm cho, nêu mười là biết chỗ nào, nêu mười chỉ vô đó, là đi cái là bảo đảm mấy bà vợ không biết luôn. Nhưng mà thôi, nói tới đây là mấy chị chửi nêu mười, thấy bà thấy ông giải luôn, không được đâu. Nêu mười không có làm chuyện đó, ghẹo cho vui vậy thôi nha, chứ không có chỉ ba chuyện đó đâu. Thì khi đó quý vị mới chạy cặp bên mé đường đen đúng không, đường đan đúng không, thì thẳng xuống dưới đó quý vị, ở bên ở trong đó là toàn nhà dân người ta không à nha, nhà người ta nhà lá cũng có trong đó, nhà lá cũng có mà nhà tường cũng có, nhà xi măng có. Nhưng mà ở bên mé tay trái của cái đường đan á, nó có một cái hàng rào B40 đó, nó dọc nguyên một cái dải hàng rào B40 là quý vị tới ngay cái điểm đó là cà phê chòi luôn đó. Tại vì sao nó văng cái hàng rào B40 là tại bên trong á, phía trước của cái cà phê chòi á, là nó có để giống như nó trồng nhiều cây lắm, giống như là mấy cái cây nhãn hay cây gì á, nói chung nếu mùi không có rành mấy cái cây, nhìn lá nếu mùi không rành đâu, nhưng mà đại khái là trồng nhiều cây ăn quả lắm phía trước á, là cố tình trồng vậy chi, để mà nó che, nó khuất cái tầm nhìn để không thấy mấy cái chòi bên trong, có gì không, mình làm mình buôn bán kinh doanh nó có lạng lách đánh võng chứ em nói cái gì, rồi làm ăn mà. Thì mới trồng nhiều cây ăn quả lắm, âm sùm. Thì quý vị chạy vô tới đó là quý vị thấy cái hàng rào B40 dọc đó, quý vị thấy nhiều cây là quý vị thấy là ngay chỗ đó rồi, tới cà phê chòi liền, thấy không, tới cà phê chòi rồi mấy anh ơi, không. Thì lúc đó là quý vị quẹo vô. Thì khi mà quý vị quẹo vô là sẽ có thằng nhân viên nó chạy ra, để sang đây, bắt đầu nó chỉ mình đúng không, là mình tấp xe vô mình để đâu, là nó thằng bé đó, nó ngồi coi xe. Nói tới đây quý vị hỏi xong nêu mười nó gầm nó đi rồi. Gì? Đi rồi quý vị ơi. Hồi xưa đi rồi nhưng mà không phải đi gù mà đi tắm chuyện quý vị, đi vô gình. Không phải đi gù mà đi gình, giọng thứ mà cái kiểu mà tuổi mà trẩu tre mà ta nói, với lại cái kiểu mà người ta nói là cái gì, nhất quỷ nhị ma mà thứ ba học trò, thấy không? Là cái tuổi nó phải như vậy. Là hồi đó nêu mười không có đi gù mà nêu mười đi gình. Hồi đó nêu mười với hai nhỏ bạn với một thằng BD bạn nêu mười nữa. Là thằng đó lớp trưởng nêu mười luôn. Là bốn đứa chui vô trong cà phê đó, vô đó ngồi, ở trong đó nó có mắc hai cái võng quý vị. Quý vị muốn mấy cái võng nó mắc cho quý vị mấy cái võng à, tại trong đó có cột nó gắn đinh sẵn rồi. Là mình vô là bắt đầu mình muốn mấy cái võng là nó set up cho mình mấy cái võng. Vô đó nằm mà quý vị không, trời này nó gần trời kia không, mình nghe tiếng động rồi này kia mình cười, ta nói cười sảng khoái quý vị, cười mà thiếu điều mà hồi nó sợ bên kia nó qua nó quánh mình luôn quý vị. Nó đang chơi xếp hình mà bên đây mình cười quá quý không, mình cười nó, mình cười nhây không, nó qua kiếm chuyện sợ lắm quý vị. Nhưng mà hồi xưa là cái tuổi đó là tuổi vậy đó, hài lắm quý vị.
Thì nếu mà biết cái chỗ đó, cái quán cà phê chòi này nó có tên luôn rồi nha. Nó có tên nè, chứ không phải là thấy cà phê chòi, nhà lá, cây, đồ này kia mình tưởng đâu là không có tên, có tên luôn cái gì. Mà hầu như là tuổi học trò lúc đó là đứa nào đi học nó cũng biết cái quán cà phê chòi đó. Thì cái quán cà phê chòi này nó tên, cái bà chủ quán cà phê chòi này tên là Hương, bà tên là Hương. Cho nên á, mỗi lần mà mấy đứa mà học trò nè, nó rủ nhau đi vô cà phê chòi, nó nói đi qua bên quán Hương chòi đi, Hương chòi đi. Là quý vị không, là nêu 10 nói vậy là quý vị biết rồi nha. Mấy chị tên Hương đừng nói nêu 10 à, kỳ à nha. Cái này là nêu 10 đang nói cái bà chủ quán cà phê chòi, chứ không nói mấy chị à, Hương chòi à. Tại vì Hương chòi là lái lại thành là hôi trường, là hôi mà trường bò trường lết luôn là quý vị biết rồi. Tại vô đó nó gù mà, bởi vì nó hôi dữ lắm. Thì cái câu chuyện nó quay trở lại, mình nói chuyện hài hài một chút đi cho nó giải trí gì rồi quay trở lại câu chuyện nè. Thì khi đó gì cái cô mà Linh nè à, là khi mà cô về là cô sẽ gì, cô đi, cô đánh đặt hướng cô đi đường đó. Tại vì đường đó là về hướng nhà của cổ thì bạn bè cổ đâu có sinh nghi, quý vị không? Tuy nhiên là khi mà cổ chạy dọc bên mé đó là cổ quẹo vô cái đường đan liền, quý vị không? Cô rẽ vô cái đường đan thì đâu có ai biết, tại cái đường đan đó là chỉ có một chiếc xe mà hai chiếc xe đạp vô thì được nha. Hoặc là một xe đạp một xe máy vô được nha. Còn mà ví dụ như là bên mà hai ba xe mà nó ra cùng một lúc, ba bốn xe ra cùng một lúc là nó kẹt, là nó không ra được quý vị. Cái đường nó hẹp lắm. Thì khi đó quý vị, cái cô Linh nè, cổ đi vô trong đó, cổ mới lấy sẵn cái chòi sẵn đi. Cổ lấy sẵn cái chòi sẵn luôn, kêu nước làm gì đó sẵn luôn, cổ chuẩn bị setup gì sẵn ở chổng á quý vị không. Thì một lát sau là ông thầy Hải răng xương này, ông mới bắt đầu là ông lất là ông đạp xe ông qua. Là ông thầy Hải răng xương này ông đi xe máy. Nhưng mà khi mà ông qua quý vị thì ông phải gì, ông phải đâu có dám bỏ áo vô quần đeo vô nịch lịch sự vậy. Người ta tưởng người ta biết ông thầy hay là người ta biết ông tri thức hay sao. Ông giả bộ ông mặc đồ như sọc sệt cái gì, giống như là ông lúc nào cũng vậy nha. Là ở bên trong ông á, là ông có mặc thêm cái áo thun. Mà giống như là mấy người thầy á, người ta ngại ngại với học trò nữ á, thì người ta mặc sơ mi. Nhưng mà người ta mặc thêm cái áo thun lá màu trắng ở trong á quý vị, giống như cái áo lót á, để người ta mặc cái sơ mi vô, để mà ví dụ như có cái gì á thì mình đứng dạy trên lớp á, mình hoặc là mình dạy gần học trò á, nó nhìn nó không thấy bù lon con tán của mình quý vị không. Nếu mười nói vậy ốc dít qua ổng sợ, cho nên là ông này ổng lúc nào cũng mặc áo thun ba lỗ bên trong màu trắng để nó che, thấy không, che hang ốc của ổng. Cái mỗi lần á mà trước khi mà ổng ra đúng không, thì ổng xuống nhà xe ổng lấy xe máy, thì lúc mà ổng xuống dưới đó là ổng sẽ cởi cái áo sơ mi ra, sau ổng lấy cái áo thun ổng trồng vô. Thì có sao đâu, ở bên trong cũng có cái áo thun ba lỗ mà đàn ông ở trần còn được nữa chứ, đó ba lỗ làm chi quý vị không. Cho nên ông vẫn mặc cái ba lỗ, nhưng mà ông cởi cái sơ mi ra, cái bắt đầu ông trồng cái áo thun vô, cái ông sọt vô, ông sọt cái áo thun vô xong bắt đầu cái ông mới đi ra ngoài quý vị. Ông mới đi ra ngoài thì cũng có thỉnh thoảng có mấy thầy cô á, có mấy cô gia thầy cô á nhìn thấy ông sao tự nhiên hôm nay thầy tháo thun, thì ông giả vờ ông nói là ông có hẹn đi chơi với bạn, cho nên là bây giờ ông thay cái áo thun ra sọt ra đàn ông đi cho nó lẹ, khỏi vòng về nhà thay đồ làm chi. Thì ổng nói vậy nghe nó cũng hợp lý đúng không quý vị, nên là thầy cô cũng không ai quan tâm. Thì những cái lúc đó quý vị, ổng mới mặc áo thun với quần tây và ổng đi vô trong cái chỗ mà cà phê Hương chòi nè, vô cà phê Hương chòi hôi trường nè, ổng vô đây thì dĩ nhiên là người ta nhìn đâu có biết ổng là thầy giáo quý vị không. Nên là lúc đó ổng vô là ổng mặc ổng bình thường, mặc ổng cà kênh bình thường lắm, lất như là trời ơi có sao đâu, mình là thanh thiên bạch nhật mà đúng không. Thì ông mới chui vô cà phê chòi á, ông mới ngồi ở trong ông gù với bé Linh đi. Gù riết như vậy quý vị, mà cái mối tình thầy trò như vậy đó, nó từ trong sáng nó chuyển vô trong chòi luôn rồi, là bây giờ thành trong tối của gì nó không. Trong đó thì cũng chưa tối lắm, nó cũng có hơi hắt sáng. Cho nên mình gọi là từ trong sáng nó chuyển qua là trong u, không? Trong u là trong hơi mờ mờ rồi đó. Mà cái mối tình này nó đã giấu kín như vậy suốt á, năm lớp 9, rồi lớp 10, 11, 12, 4 năm như vậy quý vị. Quý vị thấy vậy cũng hay đúng không? Một cái mối tình thầy trò mà gìn giữ như vậy, đẹp đẽ vậy được 4 năm trời là cũng giỏi đó thiệt. Mà ông thầy Hải răng xương này, lúc đó là răng của ổng chưa xương, lúc đó là răng của ổng nó còn răng thật quý vị không. Ổng cũng có nhổ, nhưng mà ổng nhổ mấy cái răng là răng cắm ở bên trong á, răng nhai ổng cũng có nhổ một hai cái, chứ mà ổng chưa có nhờ mấy cái răng ở bên ngoài ổng cười ra thì nó vẫn còn hở đầy răng không, nên ổng chưa có làm răng tháo lắp. Bởi cho nên nhìn ổng cũng còn bảnh tỏn, còn đẹp đẽ lắm đó. Thì khi đó cái mối tình thầy trò này quý vị, nó đã giấu kín như vậy được thành công trong vòng 4 năm. Phải nói rằng ông thầy Hải răng xương này ổng quá giỏi. Khi mà ổng có thể rèn học trò, mà ổng rèn từ môn toán, mà ổng rèn luôn cả môn tình, thấy không? Ổng rồi tình tính tinh tình tan luôn. Ổng rèn từ môn toán mà giờ ổng chuyển qua ổng tính sao mà ổng thành là gì? Tính toán đúng không? Mà giờ thành là toán tình đúng rồi, tình toán luôn rồi, không còn là tính toán nữa quý vị, mà giờ thành tình toán luôn rồi.
Tại vì ổng rèn mà từ học môn toán mà ổng rèn qua môn tình luôn, bây giờ tình tính tình tan, thấy không? Thì cái cô Linh này quý vị, cổ thật sự là lúc đó là cổ đặt cái trái tim của cổ vô trong ông thầy Hải Đăng Xương, cổ yêu thiệt quý vị, tình đầu mà. Mà phải nói rằng á, là người ta nói câu á, là nước chảy thì đá mòn, mà bây giờ là răng xương á, răng thật mà xài lâu nó thành răng xương, thấy không? Cho nên là ông thầy Hải này ổng rất là hay. Khi mà ổng đã rèn một cái đu cô học trò mà từ 14 tuổi mà rèn cho đến khi nó đủ tuổi luôn, ổng quá xuất sắc quý vị không? Và sau khi mà cái cô Linh này quý vị, cổ tốt nghiệp cấp 3 xong, thì lúc đó giống như là cổ tốt nghiệp cấp 3 rồi thì cổ phải lên Sài Gòn, cổ đi học đại học. Nhưng mà do lúc đó cổ vướng cái mối tình với ông thầy Hải Đăng Xương đi, cổ giọng thứ mà con gái mới lớn là yêu nhau cuồng si lắm vậy, thì cổ không có chịu đi. Cổ mới thấy là cổ cố tình á, là qua cấp 3 cổ cố tình là cổ học lẹt đẹt. Lúc mà cổ thi đậu tốt nghiệp cấp 3 đó thì cổ cũng đậu tốt nghiệp cấp 3 nha. Nhưng mà khi gia đình kêu cổ đi thi đại học, cổ cũng thi, nhưng mà cổ thi rớt quý vị. Thì mình không biết có phải là cổ cố tình không, hay là do cái sức học của cổ nó yếu, vì cái chuyện cổ yêu đương rồi nó sao lãng rồi sức học cổ yếu mình không biết nha. Nhưng mà đại khái là cổ thi đại học nó rớt. Thì chính vì là có cái cớ là học con đã cố gắng nhưng mà nó không đạt được như con mong muốn, thì cổ mới nói với gia đình là thôi bây giờ con không có lên Sài Gòn học nữa, con không có thi, con không có học nữa, thi rớt rồi con giờ nhục chí, con không muốn thi nữa. Ban đầu thì mẹ của cái cô này không có chịu, mẹ cô Linh không có chịu, bà này là giáo viên mà, bây giờ con đâu thể nào mà mới thất bại một lần là con buông xuôi. Thi rớt rồi thì bây giờ con có thể lấy cái điểm này con xét duyệt, giờ xét duyệt á, con học ở bên trường mà trường dân lập cũng được, cha mẹ đồng ý bỏ tiền luôn tại gia đình có tiền mà. Thì trong nhà đó, trong gia đình đó, trong nhà thì má của cái cô này cũng có tiếng nói, nhưng mà ba cô này có tiếng nói hơn. Tuy nhiên thì ba của cô Linh ít khi nào mà nói về chuyện con cái lắm. Giao giống như là cái kiểu mà tâm lý đàn ông hồi xưa là con cái là giao cho vợ, vợ tính, vợ lo, vợ tính sao đó, miễn sao nó thuận chèo mát mái là được, không? Còn cái người chồng là chỉ kiếm tiền thôi, cần cái gì mà quá lắm thì mới nói với chồng. Giống y chang như là trong hậu cung á, chuyện gì mà trong hậu cung mà nó thúi vừa vừa thì bà hoàng hậu mới xử lý, chừng nào nó thúi gùm lên á thì mới kêu ông vua ông xử lý, dạng vậy quý vị. Nên thành ra là cha của cái cô Linh này có tiếng nói lắm, nhưng mà ổng ít khi nào mà ổng nói những cái chuyện lắc nhắc với con lắm. Ổng chừng nào mà ổng dồn vô chuyện gì mà ổng nghe vợ ổng nói nhiều quá, ổng dồn nhiều thứ chuyện vô ổng nói một lần đó. Thì khi mà nghe con gái nó cứ khăng khăng là nó không có chịu lên Sài Gòn, rồi kiểu nó nản, mà bây giờ vợ thì cứ đôn đúc cứ ép hoài, ông này ổng mới thấy vậy cũng không có được ổn. Nếu bây giờ mà mình ép nó quá, tại vì ổng ra ngoài, ổng là dân cũng giao thiệp rộng mà, thì ổng mới thấy là nếu mà bây giờ mình ép nó quá, nó lên Sài Gòn á, nó cũng cố gắng nó học trường dân lập đó. Nhưng mà học cái trường dân lập đó là có tiền là học được, chứ không cần mà phải học mà thành tích cao, quý vị không? Mà học xong chưa, con mình á, với cái kiểu mà cái đà nó không có ham học nữa. Mình ép nó quá rồi nó lên trên đó, nó cũng chiều theo ý mình nó lên, nhưng mà nó không có lo học mà nó lo chơi gì sao? Nó giao du bạn bè tầm bậy tầm bạ. Con gái mình thì nó đẹp, phải không? Nó lên Sài Gòn rồi kiểu như là con gái mới lớn lên Sài Gòn nó bị thằng nào dụ sao? Còn hồi nữa mang cái chữa hoang về dưới quê nó còn bẻ mặt dữ nữa. Nên là cha của cô Linh á, khi mà thấy vợ cứ đôn hoài, áp lực hoài, thì ổng mới nói vô một tiếng, ổng nói thôi tôi nói với bà đừng ép nữa, bây giờ tụi con mình nó không có chịu học nữa. Nó đã nói nó quyết chí là nó lựa chọn là nó kiếm cái nghề nó làm đại ở dưới quê. Thì thôi bây giờ bà cứ để nó như vậy đi, cuộc đời nó mà, cuộc đời nó mình đã sinh nó ra, mình cho nó sinh mạng, mình đã lo cho nó tới ngày hôm nay. Cái phần cuộc đời từ khi nó đủ tuổi 18 tuổi trở lên thì cái phần cuộc đời còn lại để cho nó tự xử lý. Ý là ông nói là tự xử lý ở đây là có nghĩa là nó tự lựa chọn. Nó chọn đúng thì nó giống như là nó chọn đúng mà cộng thêm may mắn thì nó sướng cái thân nó. Còn nó chọn sai, thấy không, thì khổ cái thân cũng là khổ cái thân nó. Còn bây giờ tôi với bà mình cũng lo hết nước hết cái thì thôi, chứ giờ nói hoài nó không nghe biết làm sao. Thì ông chồng này ông cũng đơm vô mấy tiếng với vợ vậy cái gì. Thì cái bà vợ này bà thấy ông chồng có vẻ cũng hơi căng căng, không thì bà cũng phải xìu. Bà đâu có muốn cho trong gia đình căng thẳng gì. Bà mới nói vậy bây giờ con thống nhất là bây giờ con không lên Sài Gòn đúng không? Sau này con đừng có nói tại sao mà ngày hôm nay cha mẹ không khuyên nha. Nhưng mà bây giờ cha mẹ hỏi con bây giờ con dưới quê con đi làm cái gì? Con xác định con làm cái gì chưa?
Thế là cái cô Linh này cổ mới nói gì quý vị không? Cổ nói một câu mà cha mẹ cổ chưng hửng chơi hơi luôn. Cổ nói mẹ cô hỏi bây giờ con xác định con ở dưới quê con làm gì chưa? Bằng cấp 3 thì con có rồi đó, nhưng mà con biết là bây giờ con phải xin cái việc gì con làm. Thì quý vị biết cổ trả lời sao? Cổ nói con muốn làm mà con muốn làm vợ quý vị ơi, chứ không phải đi muốn làm ăn mà đi muốn làm vợ quý vị. Thì lúc đó đó, bên gia đình của cái chị Linh nè, ba má nghe xong sảng hoàng, cứ tưởng là con mình nó đang nói sảng không à. Ai ngờ chị Linh chỉ khẳng định là chỉ muốn làm vợ thiệt, chỉ muốn lấy chồng. Cái thế là lúc đó má chỉ mới hỏi là mày yêu ai? Yêu ai mà bây giờ mà mày mới có tầng tuổi này mày đòi lấy chồng? 18, 19 tuổi mà đòi lấy chồng là sao? Thì cái cô Linh này cũng mới nói là bây giờ con nói thiệt là con thích một người, nhưng mà con nói trước nha, người ta lớn tuổi hơn con. Bây giờ là ảnh là 30 mấy tuổi rồi, cha mẹ có chịu không? Cha mẹ nói chịu hay không thì con mới nói tiếp. Thì lúc đó ba má của chị mới thấy là thôi kệ đi, ba đàn ông mà hơn đàn bà, con trai hơn con gái 10 mấy tuổi là chuyện bình thường. Mà thằng đó nếu mà nó 30 mấy tuổi thì nhìn nó cũng chững chạc mà cũng chưa gọi là già quý vị. Quý vị không? Nên là ba má mới nói là nếu mà con quen một người 30 mấy tuổi mà người ta đàng hoàng tử tế muốn cưới con, mà nếu mà con cũng thương người ta, người ta thương con thật lòng chân thành, cha mẹ cho lấy. Ông bà nói luôn nha, cho lấy, nhưng với điều kiện là người đó có thật sự là đàng hoàng hay không thì phải dẫn về nhà coi làm sao. Cái thế là cái chị Linh chỉ mới nói là đàng hoàng chắc chắn là cha mẹ là sẽ thấy là biết đàng hoàng, tại vì hồi nào giờ là cha mẹ gặp rồi. Trời đất ơi, ông bà này ông nói là gặp rồi, gặp ở đâu? Tao gặp hồi nào giờ tao không tiếp xúc với ai mà thằng nào mà nó 30 mấy tuổi mà kè theo mày hết trơn á. Thì lúc này quý vị, cái chị Linh chỉ mới nói là cha mẹ nhớ kỹ lại đi, cha mẹ mỗi lần đi họp phụ huynh cho con, cha mẹ gặp mà. Thì khi mà nghe vậy xong cái gì thì ông bà này sảng hoàng luôn. Trời đất ơi, đi họp phụ huynh gặp thì gặp ai? Chỉ gặp giáo viên chủ nhiệm thôi. Giáo viên chủ nhiệm là ai thì chỉ gặp ai? Gặp ông thầy Hải răng xương quý vị. Cái thế là lúc này là coi như là má của chị Linh là giống như muốn tuột đường huyết rồi quý vị ơi. Tuột huyết áp quý vị ơi. Cái đêm hôm đó thì gia đình nháo nhào lên, vì là nghe cái câu chuyện con mình á, nó muốn lấy ông thầy của nó, sợ cái chuyện đó đồn ra ngoài người ta cũng cười quý vị. Nên là đêm đó là coi như là không biết cách giải quyết làm sao, gia đình náo loạn lên. Nên là tối đó cái chị Linh này chị phải trốn ở trong phòng, không dám chồi đầu ra ngoài. Bên phía gia đình ông thầy Hải thì sao? Khi mà ông thầy Hải á, ổng biết được là chị Linh báo tin về cái chuyện là bây giờ chị Linh thưa chuyện vậy đó, cha mẹ giống như là bây giờ lên thăng xong vậy đó, bây giờ cha mẹ muốn gặp thầy, muốn gặp anh, bây giờ anh tính sao? Thì ông thầy Hải này ổng thấy vậy ổng phải thưa chuyện gia đình ổng luôn. Thì khi mà ông này ổng thưa chuyện gia đình ổng, ba má ổng đã lớn tuổi rồi, thì ba má ổng chỉ có tăng huyết áp thôi chứ không có hạ huyết áp. Bên nhà ba mẹ chị Linh thì hạ huyết áp quý vị không, nhưng mà bên đây là tăng huyết áp rồi nha. Cái thế là ba ông bà này ổng tăng huyết áp lên quý vị. Ông bà mới nói nè, trời ơi con, lấy vợ nên kiêng lấy vợ non, ra đường ai biết cháu hay con, nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc, bán cả bàn thờ sống phấn son không. Thì ba má của ông thầy Hải Răng Xương nói vậy quý vị. Thì ngay khi mà má của ông thầy Hải Răng Xương nói vậy, ba của ổng mới nói đơm vô, con như vậy là con tính bậy. Con thấy cha không? Cha lấy mẹ con. Mẹ mày lớn hơn tao 2 tuổi đó, mày thấy không? Mà bây giờ không, mày nhìn không, mẹ mày lớn tao 2 tuổi mà bây giờ vợ chồng sống bền tới nay, còn mày lấy vợ trẻ là có ngày nó đứt gánh giữa đường nha con. Thì ngay lúc này quý vị, ông thầy Hải Răng Xương ổng đã đáp trả. Người ta nói ngày xưa là có cái câu là đối thơ đúng không? Bây giờ là ổng đối thơ lại với má ổng, ba ổng. Ổng nói vậy nè, ba ơi, vậy là ba chưa biết rồi, lấy vợ nên kiêng lấy vợ già, ra đường ai biết chị hay bà, sanh 2-3 đứa là mình teo nhách thấy không, mà má hớp xương lòi là nó ốm như ma. Mà người ta nói là lấy vợ nên kiêng lấy vợ rờm, người toàn xương sẩu mà làm sao ôm, thuốc tàu thuốc bắc cao hổ cốt, uống cả 100 ly vẫn ốm nhôm phải không. Là ý là ông nói má ổng quý vị, má ông ốm lắm. Thì ngay lúc này ba của ông thầy Hải Răng Xương mới đáp trả lại với con trai. Hồi nãy là má ổng đáp trả ổng đúng không, bây giờ là tới ba ổng đáp trả ổng. Ba ổng mới nói nè, bây giờ con học, cho con học toán, cho con học làm giáo viên, con làm giáo viên dạy toán mà con không có giỏi tính toán, con tính vậy là tính dở. Bây giờ cha nói cho con nghe, con nói về cái câu con đáp trả lại với mẹ con vậy, nhưng bây giờ cha đáp trả lại con nè, con vợ con nó giàu, con nhỏ con Linh đó nó giàu đúng không, con Linh đó gia đình nó rất là giàu,
ai cũng biết gia đình nó cha nó hết trơn. Thì bây giờ cha sẽ tặng cho con mấy câu để con sáng cái đầu con ra. Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu, ra đường thiên hạ người ta nói mày trèo cao, về nhà bị vợ đì cho giặt áo, mất mặt trượng phu đấng anh hào. Không thì ông cha ông nói lại, ông này ông hay, ông này xưa chắc chuyên văn quý vị. Và ngay lúc này thì theo như quý vị nghĩ là ông thầy Hải ông khuất phục không? Không quý vị, mình phải quyết chí tiến lên vì tình yêu đích bự của mình mà, đúng không? Cho nên ông mới nói vậy ba ông nè: cha ơi cha, vậy là cha nói vậy thì con sẽ nói lại. Nếu như vậy cha nói con là không nên lấy vợ giàu, như cha đi lấy vợ nghèo đó, bây giờ gia đình hẻo luôn. Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo, ông bà cha mẹ khó ăn theo, cày sáng cày khuya mà vẫn nợ, tội đàn con nhỏ nó đối leo nheo. Ổng mới chỉ vô người ổng là cha thấy con ngon con ốm nè, con gầy nè, thấy không, như cái như con dài như sợi dây thừng, không là từ trên xuống dưới con xuân đột, không ổng nói vậy quý vị. Và chưa đâu, ông thầy Hải ổng lúc này ổng còn ông Hải răng xương, ổng còn chơi một câu vậy nữa là cha mẹ ổng coi như là tắt đài luôn. Ổng nói vậy nè: hồi nãy mẹ nói là con không cha nói con là không nên lấy vợ trẻ, mẹ nói con không nên lấy vợ non, vậy bây giờ con nói lại mẹ nè, lấy vợ hãy nên lấy vợ non, tóc thề mượt mượt xỏ eo thon, mà mắt sáng môi hồng da tươi thắm, đỡ tiền mua sắm những phấn son, thấy không? Mẹ thấy cái đó đúng không? Thì đúng thiệt quý vị, cái này cũng đúng rồi nha. Và ông nói tiếp luôn: lấy vợ thì phải lấy vợ giàu, mặt người thiên hạ bảo gì nhau, chúng con có phận nên duyên nợ, cha đừng nghi kỵ mà dạ con đau, đúng không? Bây giờ trời, ông Hải này ông dạy là toán, nhưng mà nếu người thiết nghĩ ông này là ông chuyên văn á quý vị. Tại vì ổng có cái gen của ba má ổng là chơi toàn là sổ nho, mà nho chùm, nho mà nho sắc lát mà bốn miếng vậy không à, ai chịu đời thấu gì không. Thì theo nêu mười thiết nghĩ là ông này là ông đi sai đường, là lệch hướng, lẽ ra ông nên là dạy toán chứ không dạy văn chứ không phải dạy toán đâu. Tại vì ông nói chuyện là nó văn nước miếng, mà nó văn ra miếng luôn chứ không phải văn nước miếng không. Mà ông này ông nói chuyện văn nước miếng thiệt à, không, cái này nêu mười nói thiệt. Ông thầy Hải này ông có cái tật là ông nói chuyện thì cái kiểu như là bị giống như là cái cơ địa con người ta đó vậy, nói chuyện giống như là ông nói lớn tiếng, ông nói sang sảng quá đó, thì nhiều khi nó bị văn nước miếng, quý vị không? Nói tới đây là quý vị sẽ hỏi nêu mười mỗi lần nó thu video á như vậy nè, nó nói chuyện mà lớn tiếng nó không biết có đi văng nước miếng ướt cái micro không? Không quý vị. Nêu mười là cơ địa, nêu mười là đăng khít, thấy không? Nó không có. Thì bây giờ quý vị, khi mà ông thầy Hải Đăng Xương ổng nói lại cha mẹ ổng 8 câu đó, thì bây giờ cha mẹ ổng tắt đài luôn. Ổng nói bây giờ là lấy vợ á là xin hãy lấy vợ giàu, phải không? Mặt người thiên hạ có nói gì nhau, quan trọng là chúng con có phận nên duyên nợ, cha đừng nghi kỵ mà dạ con đau, không? Ổng nói vậy nghe xót xa, nghe tội nghiệp con không? Cho nên thành ra là bây giờ ông bà này ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, kệ đi. Con trai mình nó đâu thiệt thòi gì, nó con trai mà, thấy không? Thì bây giờ nó lấy được con nhỏ này bên nhà vợ giàu, thì nhiều khi sau này gia đình cũng ngóc đầu lên được một chút, phải không? Thêm cái thứ hai nữa là nó lấy vợ trẻ thì con mình nó cũng sướng thiệt. Công nhận là lấy vợ trẻ thì con nhỏ này nó đẻ vài ba đứa nữa, là cái tuổi nó mai mốt nó đứng gần thằng con trai mình, có thể là xem phụ nữ đẻ xong một đứa con vậy là mất hơn, coi như nhìn già đi mấy tuổi quý vị, kiểu dạng vậy. Thì ông bà mình xưa nói vậy, cho nên là sau khi suy đi xét lại thì ba má của ông thầy Hải mới thấy là thôi kệ bà nó đi, bây giờ nếu vậy thì quan trọng bên kia người ta chịu không, người ta chịu thì bên đây qua nói chuyện luôn quý vị không. Thì theo như quý vị, cái câu chuyện diễn biến tiếp theo ở trong cái phần hai này á, là hai người này nên duyên nên phận hay không? Nếu mọi mong rằng quý vị mình có thể là chia sẻ cảm nghĩ cái video phần 1 này bên dưới cùng với Nêu Mười TV. Và cũng mong nếu quý vị thấy câu chuyện này nó cười ra nước miếng thì quý vị hãy nhấn like ủng hộ cho Nêu Mười. Cái này là phải nhớ quý vị. Quý vị nhớ, quý vị cảm quý vị vừa thương vừa cảm xúc với Nêu Mười thì quý vị hãy xúc liền một like, không? Thì giờ thì Nêu Mười xin khép lại cái video phần 1 tại đây. Cảm ơn quý vị, cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị, cô chú anh chị trong một video kế tiếp.